các công dụng cực hay của chiếc kim tóc nhỏ xíu. Chiếc kim tóc nhỏ xíu đã rất quen thuộc với các bạn gái, giúp giữ cố định các sợi tóc theo ý muốn. Ngoài công dụng quen thuộc đó, nó còn làm được rất nhiều việc hữu ích đấy. Hãy cùng xem qua các công dụng khác của cái kim tóc nhé. Công dụng số 1, đánh dấu trang sách. Mỗi lần đọc sách, chúng ta thường xuyên có thói quen gấp mép sách lại để đánh dấu trang. Tuy nhiên, cách này có thể khiến quyển sách mất thẩm mỹ. Các bạn hãy dùng một chiếc kim tóc nhỏ để đánh dấu lại như thế này nhé. Công dụng số 2, dùng để đóng đinh. Dùng tay cầm và giữ đinh để đóng không chỉ khó mà còn có nguy cơ đập búa vào tay. Thay vào đó, hãy dùng một chiếc kẹp kim tóc cố định chiếc đinh lại như thế này. Vừa đóng dễ hơn, nhanh hơn mà chẳng sợ đập búa vào tay nhé. Công dụng số 3, đánh dấu cuộn băng keo. Ai đã từng sử dụng băng keo chắc chắn sẽ hiểu cảm giác rất khó chịu mỗi khi cần dùng đến, lại phải khổ sở đi tìm phần đầu của cuộn băng keo. Như thế này sẽ không gặp lại tình huống khó xử đó nữa đâu. Chúng ta hãy dùng một chiếc kim tóc nhỏ để đánh dấu đầu của cuộn băng keo lại nhé. Công dụng số 4, móc khóa kéo. Chiếc khóa kéo chẳng may bị rơi mất phần móc cầm, chúng ta rất khó khăn sử dụng. Bạn chỉ cần thay thế bằng một chiếc kẹp kim tóc là xong. Rất đơn giản đúng không nào? Công dụng số 5, cố định thắt lưng. Phần đầu thừa của thắt lưng không may bị tuột xuống, gây cảm giác khó chịu. Bạn hãy dùng chiếc kẹp kim tóc để giữ cố định đầu đó lại. Công dụng số 6, kẹp cà vạt. Trong trường hợp vội vã, không chuẩn bị kịp kẹp cà vạt, hãy thay thế nó bằng một chiếc kẹp kim tóc. Cũng hợp trang lắm đấy. Trên đây là 6 công dụng của chiếc kẹp kim tóc. Hãy tận dụng nó nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. We'll be right back.